Hello, xin chào anh em nhá. Clip ngày hôm nay là mình lại ra đồng. Vẫn để bên kia nhưng mà hôm nay là trời hơi âm u, hơi lạnh. Mát. Mát nhầm. Mới cả nó không nắng nữa. Mới cả nó vừa mưa xong nên là hơi ẩm ướt nên là. Đây này. Giờ cái món này gọi là khó này. Đấy. Ừ, anh Hải ạ. À. Chào anh em gái đi. Chào anh em gái nha. Đây thì hôm nay là nướng mực siêu cay, mực ướp sa tế siêu cay cho anh coi. Mực trứng này, đây là sếp mình đầu tư đấy. Mình đang ở sau kìa. Ra đi ăn nhá. Sếp mình đấy. Ức củi đâu anh em? Nhớ like và đăng ký kênh của anh em mình nha, để anh em mình có ấy cái video ấy có gì động lực. Anh Hải, anh đừng hỏi thêm dầu vào lửa lấy Hải ạ. Đấy, cứng củi Hải. To to vào. Clip này nha, đạt 3.000 like. Mình sẽ làm nồi lẩu thái siêu cay khổng lồ cho anh em. Anh em nói, anh em công mình cũng rất là nhiều. Dạ. Lửa đâu rồi? Kia một lửa kia. Anh Hải không lên giới vậy anh Hải. Anh Hải xuống cống cái kìa, khổ lắm cơ. Không xuống cái gì đâu. Có tí củ đâu. Cười. Cười. Có tí củ đâu. Hai củi mặt nhăn đấy. Đây là khu vực nhà anh Hải. Nên là anh Hải cái gì cũng biết. Sếp mình này. Chào anh em nha. À biết rồi. Không phải chào. Hôm nay có anh Long rồi nhá. Đừng có hỏi anh Long đâu nhá. Anh Long hay là mèo. Gọi mình ốm anh em ạ. Ốm một trận. Vẫn cú mấy này. Ốm mấy gái. Không. Anh muốn nông kêu mày quái. Ôi giời. Ui. Xong rồi. Lên tớt thôi. Rơi rồi. Không có gì nha. Không có gì. Cái gì em, anh gộp? Không gì em chẳng biết đâu. Thằng nào ơi, hỏi ơi à. Hỏi, hỏi Long gì em? Long chạy. Có đồ anh Hải ạ? Bông rồi. Bây giờ mình với anh Hải test. Anh Hải, chơi đi. Ngại gì nhỉ? Đũa này, ôi dồi ôi. Ôi, ăn tẩy được. Đũa sao rồi đâu? Đũa. Mà anh em nhá. Ui. Trong này nó có ấy. Đũa này. Mà anh em nhá. Ui. Bỏng à. Anh Hải cười à. Tại sao thế này nó cay quá. Nếu mà thiết còn được chấm ớt. Nhưng mà không chấm ớt không ngon. Anh em này. Này anh em này. Vừa ngọt vừa thơm. Mức biển 3.5. Thật nói chung là ui anh Hải chấm nhìn nhấu ấy. Cay không cay à? Ngon. Đến được mình. Đảo nào vậy? Ui giời ơi.
lâu lắm mình mới ăn mực. Tại vì không có tiền, nhà mình nghèo. Không có tiền mà ăn mực. Ôi trời ơi. Mình chỉ có tiền ăn bún lông thôi. Không có tiền ăn mực. Cháy quá rồi. Trời ơi. Cái này không ạ? Mải ăn này. Cái này của anh em mình. Mỗi là một lửa. Mình đứng này thì độ cũng hơi chín quá. Ăn đi. Hết rồi. Quá. Có nhiều sa tế không? Cay quá. Cay quá. Ôi trời, một loại sa tế mà có mấy con mực. 6 con mực. Mới là một loại. Đấy. Có mực nhỏ có tiền đâu. Một tí thôi. Cay quá. Cay. Mình còn thấy cay, cay. Những ăn được cay mình còn thấy cay. À, quả clip này mà được 3.000 like. Anh Hải cho ăn gì anh Hải? Cháy rồi rồi. Anh Hải. Anh Hải đang cay. Cái không nói anh lại này. Rực rỡ không? Cày không nói nổi. Ôi giời ơi. Rực rỡ luôn. Cay quá rồi. Đây thử. Đây. Thử giúp một anh em xem nhé. Ôi mồ bắt. Thử cho anh em mà đấy. Có thật anh em mình vừa anh có vật thể lạ rồi rơi ở hành tinh luôn to quá. Thử nha, thử quả dâu mực này mà anh em nha. Dài ngon không xếp rực rỡ luôn. Anh Hải thử quả dâu mực đi anh Hải, ngon phết đấy. Quả dâu mực thì ngon mà có cái mắt của nó ấy. Càng bổ mắt chứ sao. Anh em phải ủng hộ anh em mình thì anh em mình mới có động lực anh em mình làm. Mặc dù là kênh đã được 20k sub rồi nhưng mà chán lắm. Thêm thêm cái dung mực nữa mà anh em nhá. Cải qua. Bó cho anh Hải. Bó này nó rực rỡ luôn. Ui. Đây. Đây quay này. Ui. Anh em thấy không? Anh em thấy chưa? Ui. Ngon quá. Đẩy đi. Hết rồi. Thôi. Hết rồi anh em ạ. Cay không ăn nổi rồi. Sao? Đây ạ. Nếu anh em thì cứ bảo mình gầy thì mình nói thật với anh em là mình cũng chả có tiền để mình ăn. Nhưng mỗi lần ăn như này mình phải nhịn cả một tuần ăn sáng. Mà không ăn sáng thì béo kiểu gì. Đây nha. Đây đây trả lời này. Đây đây. Trả lời những trả lời 10 comment đầu tiên nha. Em cứ bình luận mình trả lời nha.
Đây nha. Bây giờ mỗi video mình sẽ trả lời. Rồi, mãi là Phan Anh Hùng rồi. Đây, đã 10 câu hỏi đầu tiên nha. Anh làm thử thách 2 giờ đi ạ. Hai mươi bốn giờ thì mình cũng định làm rồi, nhưng mình vẫn chưa nghĩ ra ý tưởng 24 giờ cái gì cho nó đọc và lạ thì vì anh em nhá, tối nay sẽ làm 24 giờ cho anh em xem, nhưng mà anh em phải tăng và đăng ký cả bấm nút chuông bên cạnh và chia sẻ video tiếp này để làm được 24 giờ. Em có góp một số ý cho các anh thì đường xả rác với dọn rác xung quanh khi làm. Ô, anh vẫn dọn đều em ạ. Đây em nhìn này. Đấy, em nhìn xung quanh này. Sạch sẽ nha, sạch sẽ nha. Anh làm xong anh vẫn dọn mà. Làm xong vẫn dọn nha anh em nha. Sạch sẽ anh em. Đây, anh làm xoài lắc muối ớt đi anh. À, xoài lắc muối ớt thì tầm khoảng 4 hôm nữa. Hoặc ngày kia. Ừ. À, thì mình sẽ quay cho anh em xem. Làm món bênh đi anh. Món bênh nhá. Món bênh thì thôi, đi tù vậy. Chịu. Anh bỏ rồi. Idol Việt Nam chuyển hết sang vlog lấu ăn để kiếm sống à? Đúng rồi. Không phải là mình có kiểu ý định là kiếm tiền hay như nào cả. Làm thì vui. Làm cho vui thôi. Anh em xem. Nói thật với anh em là mình cũng chỉ làm cho vui thôi, cho anh em xem mà. Ừ. Đây. Cho anh em nghĩ mình là một con người khác. Bỏ bốc đầu giờ xem vlog cuốn vãi. À đúng rồi. Quá cuốn luôn. Làm cái phải hay chứ. Ông sinh năm bao nhiêu thế? À, thì có lẽ là mình chia sẻ thật với anh em. Không giấu anh em gì cả. Mình sinh năm 2004. Sống tại thành phố Vĩnh Phúc. Đến là đón. Ờ thế thôi nhá, trả lời thế thôi. Em bình luận clip sau này trả lời tiếp nhá. Các clip xong lại trả lời tiếp 10 câu hỏi nữa cho anh em nha. Anh Hải vào đi anh Hải ơi. Thì clip đến đây là kết thúc. Chào tất cả anh em nha. Chào tất cả anh em nha. Hẹn anh em các clip sau. Hẹn anh em cả clip sau.